Và điểm writing nếu các bạn mà luyện đúng phương pháp mà thầy dạy các bạn thì chúng ta có thể đạt được tối thiểu 7 trở lên. Và bây giờ thì cho một cái bài toán để chúng ta thử xem nếu chúng ta theo thì chúng ta sẽ phải viết thế nào. Đây thầy sẽ đưa một cái đề writing của IELTS lên, thầy sẽ hướng dẫn các bạn. Bắt đầu này. Bắt đầu nhé. Bây giờ thầy muốn các bạn viết một cái bài essay đề như sau này. Một cái bài essay như sau. Writing. Task 2. Xong chưa? Rồi. Một cái đề như sau. Chúng ta sẵn sàng chưa? Là bây giờ các bạn hãy viết một bài essay. Thảo luận. Discuss. Về tác động về nguyên nhân và tác động the causes of climate change and its effect. Đấy. Thế vậy các bạn viết một bài essay mà bàn về vấn đề nguyên nhân và tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu. Một bài essay mà chúng ta viết trong tầm khoảng 40 phút. Và bây giờ các bạn sẽ làm thế nào? Thầy sẽ chỉ cho các bạn một cách rất đơn giản dựa trên những kiến thức các bạn đã được thầy dạy. Và bây giờ chúng ta sẽ thao tác cùng nhau. Và các bạn cũng sẽ hiểu được Academic Writing và IELTS writing và TOEFL IBT writing và SAT nó khác thế nào với kỹ năng viết, nó gọi là viết sáng tạo trong văn học. Chúng ta đang học kỹ năng viết học thuật, bạn hiểu thế nào là academic writing. Và bây giờ thì cho các bạn một cái phân tích đề trước đã. Phân tích, đúng nhỉ, chúng ta phân tích đề trước đã. Bây giờ các bạn hiểu là chúng ta sẽ có một cái mind map như này. Các bạn sẽ bàn về vấn đề biến đổi khí hậu. Đấy, như thế này. Và các bạn sẽ phải hiểu về cái gì của nó. Nguyên nhân. Và cái gì? Tác động. Đấy, các bạn hiểu không? Xong chúng ta phải nghĩ ra các nguyên nhân. Và chỉ ra các tác động. Thế thì trong quá trình mà các bạn mind map thế này, thì có một sự khác biệt giữa cái gọi là văn sáng tạo creative writing với cả văn học thuật viết học thuật academic writing, đó là văn sáng tạo là thường dùng ở trong cái mảng văn học literature và nó đòi hỏi một cái tính sáng tạo và dựa trên cái sự tưởng tượng rất là lớn imagination. Tuy nhiên văn học thuật thì các bạn hiểu nó là một công cụ dùng để diễn đạt những kiến thức chuyên môn bằng tiếng Anh. Thế vậy các bạn thấy là chúng ta không bị tưởng tượng đến vấn đề biến đổi khí hậu. Cho nên cái chủ đề này nhìn vào nó đã biết ngay rằng đây không phải là chủ đề của văn sáng tạo mà đây là của academic writing. Và các kỳ thi TOEFL, IELTS, SAT là đánh giá các bạn về kỹ năng academic writing. Và trong academic writing thì nó phải dựa trên một cái nguyên lý như sau. Đó là thứ nhất, một bước một là bạn phải phân tích đề. Phân tích đề bài. Đấy, writing, phân tích đề bài. Sau đó, bước hai là bạn sẽ cần phải xác định các keywords. Bước tiếp theo là bạn phải đi research, nghiên cứu. Hãy nghiên cứu từ nhiều nguồn. Sau đó thì bạn phải học cách để tổng hợp thông tin. Đấy, tổng hợp thông tin. Đấy, phân tích, tổng hợp những thông tin mà chúng mình đọc. Và bước tiếp theo đấy, là bạn phải, và trong quá trình này bạn sẽ làm một cái sơ đồ, nó gọi là sơ đồ mind map. Và sau đó thì bạn đi lập một cái dàn ý bài viết. Và cuối cùng là bạn đi viết. Đấy, nó phải trải qua khâu này. Như thế nói rằng là phải từ kỹ năng nghiên cứu tới kỹ năng viết. Chứ không có sự tưởng tượng ở đây. Cho nên là các bạn muốn viết tốt là bạn phải đọc. Research đây chính xác là bạn phải đọc thật nhiều. Đọc rộng. Chính vì thế thầy yêu cầu các bạn phải đọc hàng ngày. Mỗi cái bài thì chuẩn bị cho các bạn đọc hàng ngày ấy là giúp các bạn viết tốt hơn sau này. Bởi vì kiến thức và từ vựng nó làm ở trong bài đọc đó. Thế vậy,
Bây giờ các bạn sẽ xác định cái keyword của chúng ta ở đây là chúng ta bàn về biến đổi khí hậu. Và chúng ta bàn về nguyên nhân của biến đổi khí hậu và bàn về tác động của biến đổi khí hậu. Đấy, và những bài đọc mà thầy chuẩn bị các bạn ở đây đó là những bài giúp các bạn có những cái kiến thức như thế này. Thầy lấy ví dụ đây là một bài cuốn sách. Các bạn nhìn thấy đây là cuốn sách mà nó có tính học thuật rất là cao. Đúng không? Đấy. Ở trình độ Advanced Reading và University Success. Đấy. Thế vậy, đây là một cái cuốn sách mà giúp chúng ta phát triển cái kỹ năng đọc và dùng cho viết học thuật. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc bài viết này, xem bạn học được những cái gì. Nhưng mà các bạn nhớ là trong quá trình học này thì thầy sẽ dạy các bạn một kỹ năng đọc. Nó gọi là kỹ năng đọc skimming. Đọc để chúng ta lấy ý chính của bài viết. Và kỹ năng scanning để học những cái từ vựng cần thiết trong bài đọc này. Thế vậy, scan là scan keywords, những cái từ vựng cần thiết. Còn skimming là skimming cái main idea. Và bây giờ thầy sẽ mời các bạn đọc cùng thầy. Và trong quá trình đọc thì chúng ta sẽ vẽ lên cái dàn ý của bài viết. Đấy, và bây giờ thì thầy sẽ mở một cái phần nốt ra ở đây để thầy với các bạn sẽ cùng tổng hợp lại cái idea đó. Đúng không? Đấy. Thế vậy có lẽ là thầy mở một cái phần nốt riêng đi. Là cái trang này chúng mình đang nói đây. Đúng không? Đấy, và thầy sẽ mở lại cái trang sau. Thì viết lại ra để cho nó không bị lẫn ở kia. Biến đổi khí hậu. Đấy, đây là cách mà các bạn phải làm này. Chúng ta bàn về nguyên nhân trước. Nguyên nhân. Đấy, bây giờ thầy mời các bạn đọc cùng thầy cái bài chúng ta đọc này. Nhưng mà đọc một cách theo đúng cái phương pháp mà thầy dạy các bạn nhé. Đây là kỹ năng đọc rất hiệu quả. Chúng ta phải luyện dần dần. Đấy, thầy này thầy mời các bạn bước vào kỹ năng rất thực tế là đọc và viết. Câu 1. Khí hậu trên trái đất nó dao động theo thời gian. Lạnh hơn và nóng hơn. Cái câu này chưa có gì cần phải học đúng không? Trong quá khứ thì những yếu tố về tự nhiên đã gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu. Thế vậy đây là một câu mà các bạn phải highlight để bạn hiểu được nguyên nhân. Đó là tự nhiên là nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu trong quá khứ. Đấy. Thế còn hiện tại, modern time này, thì nguyên nhân chính đứng đằng sau hiện tượng biến đổi khí hậu đó là do con người. Hay các bạn ạ, thủ phạm là do con người. Ở đây bạn tách cho thầy thành hai gốc, hai cái từ. Thứ nhất là từ anthrop là một cái gốc từ thuộc về con người. Và cái từ thứ hai là gene là nguồn gốc, tức là có nguồn gốc từ con người, gọi là man-made, human made. Cho nên bạn có một cái môn học nghiên cứu về con người, nó là môn anthropology. Anthropology là môn nghiên cứu về con người, nhân loại học. Đấy, anthropology. Hay bạn có cái từ là nhân ái thì nó cũng bắt nguồn từ con người. Nhân tức là người, ái là yêu. Cho nên các bạn thêm cái tiền tố yêu vào. Đấy, thì nó sẽ ra cái từ nhân ái. Thế vậy, thầy sẽ có cái từ đó chính là từ philanthropic. Đấy, thầy còn nói bạn một chút về vốn từ. Thế vậy, philanthropic là ghép của cái từ phil là từ yêu. Và từ anthropic là người. Cho nên cái từ philanthropic là người mà có lòng nhân ái. Đấy, để nói các bạn cái tiền tố, cái gốc từ yêu thì bạn sẽ có cái từ này. Đấy, chúng ta có cái tiền tố này là yêu. Đấy, thì thầy sẽ gõ cho bạn một cái từ cũng thể là yêu. Đấy, đó là cái từ này này. Đấy, có nhiều từ yêu, ví dụ từ này chẳng hạn, philanthropic rồi đúng không? Đấy, kiểu này là yêu lăng nhăng. Đấy, yêu cũng như yêu nhưng mà yêu nhiều người, gọi lăng nhăng. Đấy, philandering. Đấy, có nhiều cái từ yêu. Thế vậy chúng ta quay lại mấy cái bài chính của chúng mình là nguyên nhân đến từ con người. Đấy là ngày nay nhé. Và bây giờ các bạn thấy cái câu này là câu nó đưa ra ý chính của cái phần bàn về nguyên nhân ở đây. Và các bạn thấy chúng ta có hai yếu tố là ngày xưa là in the past và hiện tại là in the modern time. Và trong cái câu này mà các bạn, cái phần mà thầy gạch chân cho các bạn này, các bạn nên học này. Đó là cấu trúc the main driver behind. Đấy là cấu trúc nguyên nhân về cái gì đó. Cho nên cái từ main driver behind đấy bạn có thể thay bằng từ sau. Đó là từ nguyên nhân là gì nhỉ? Danh từ nào? Cause of. Đấy. Reason for. Đây thầy đã cho các bạn các danh từ nhé. Và từ contributor to. Đấy.
và từ nữa là từ factor in. Thế vậy những cái từ này cho các bạn là cause of, reason for, contributor to, factor in và reason for và cause of. Tất cả bốn cái từ này nó bằng cái từ the main driver behind. Cho các bạn thì thay như này thì các bạn sẽ tạo một câu không thay đổi về nghĩa các bạn nhỉ. In modern times, however, đấy, the main factor in climate change is anthropogenic factors. Hoặc là, đúng nhỉ, human made. Hoặc là, tiếp tục là the main contributor to climate change is anthropogenic factor. Cho nên bốn cái danh từ này nó bằng cái danh từ the main driver behind. Các bạn phải ghi lại vào vở nhé. Đấy, và bây giờ các bạn bước vào đọc cái đoạn 2. Thì trong đoạn 2 này thì các bạn thấy là trong hầu hết cái sự tồn tại của trái đất, hiện tượng biến đổi khí hậu nó có nguyên nhân từ yếu tố tự nhiên. Đấy, và đây các bạn học được cái từ là gây ra này, driven by, thì bạn sẽ thay bằng cái từ như là từ caused by. Đấy, từ gây ra bởi, đúng không? Caused by, driven by, yếu tố tự nhiên. Và các bạn nhớ là khi bạn viết một bài essay mà các bạn bàn đến nguyên nhân mà tác động của biến đổi khí hậu thì bạn chỉ nên bàn đến những nguyên nhân mà do con người gây ra. Bởi vì những nguyên nhân mà do tự nhiên thì đấy là những vấn đề thuộc về lịch sử, chúng ta không đưa vào bài viết. Cho nên ở đây thầy chỉ lướt qua để cho các bạn nhìn cái dàn ý. Đó là nguyên nhân một, the first này, đó là variation on in Earth orbital pattern. Đây là nguyên nhân một. Rồi yếu tố tự nhiên, đấy, sự thay đổi, đúng nhỉ, đa dạng về cái quỹ đạo của trái đất. Và các bạn thấy có một cái từ nối thứ hai, đó là từ second, là nó chỉ nguyên nhân thứ hai. Chúng ta đang nói về gọi là các factor mà, các nguyên nhân mà. Đó là do cái gọi là the sun solar output. Đây là nguyên nhân thứ hai. Và các bạn có nhìn thấy một cái từ nối tiếp, đó là another natural cause of climate change is volcanic activity. Đây là nguyên nhân thứ ba. Thế vậy cái phần còn lại thì nó chỉ đưa ra những cái thông tin chi tiết để giải thích cho ba nguyên nhân đó. Thì đây là cách mà các bạn đang học kỹ năng skimming, tức là đọc lướt để lấy ý chính. Đấy, cho nên ba cái yếu tố vừa rồi nó gọi là ba yếu tố natural factor. Và chúng ta có ba cụm từ để nhắc lại: variation in Earth orbital pattern, và chúng ta không đưa bài viết đúng không? Sun solar output và volcanic activity. Đó là cái mà các bạn được cần phải đọc, đó là đoạn thứ ba. Đó là ngày nay. Và cái câu mà các bạn cần thiết phải highlight đây đó là hiện tượng biến đổi khí hậu nó là hệ quả, chủ yếu là hệ quả của việc con người tạo ra cái lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Đây là nguyên nhân. Đấy. Và cái khí đó là gồm những cái gì? Những cái khí đó chính là gì? Carbon dioxide. Thông qua việc chúng ta burning fossil fuel. Và khi mà carbon nó burn thì nó thay đổi từ hình thức này sang hình thức kia vân vân. Và nó sẽ thải môi trường. Ngoài ra thì carbon dioxide nó còn tạo ra bởi hiện tượng phá rừng. Không chỉ vấn đề burning of fossil fuel mà còn do vấn đề phá rừng. Tree, cây và vegetation, tức là các thảm thực vật, nó hấp thụ carbon từ không khí và nó tích trữ các carbon đấy ở trong cây. Cho nên rừng và cây rừng và đại dương nó đóng vai trò là carbon sink. Đấy, các bạn nghe cái thuật ngữ này nhé. Đấy, nó giữ lại cái carbon. Rừng thì khoảng 20%, còn đại dương thì khoảng 80%. Cho nên nếu mà rừng mà mất đi, bị chặt phá thì CO2 nó thải vào không khí và con người của chúng ta sẽ, trái đất của chúng ta sẽ ấm lên và nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Thế vậy các bạn thấy đây hai nguyên nhân rõ ràng. Một là đốt dùng các nhiên liệu hóa thạch, hai là phá rừng. Đây là hai nguyên nhân hàng đầu dẫn tới biến đổi khí hậu. Rõ ràng ở đây. Đấy, và phần đoạn 4 nó chỉ cho các bạn những cái thông tin bổ sung thêm. Đó là nó giải thích là từ khi con người mà dùng năng lượng hóa thạch thì có một cái mối quan hệ, đó là cái nồng độ khí thải CO2 trong khí quyển tăng lên. Đấy. Thế vậy các bạn đọc ở đây thì các bạn thấy chúng ta rõ. Và bây giờ các bạn quay lại cái đoạn văn của chúng mình, cái bài cái phần mind map, và bạn sẽ kể như sau. Thứ nhất, yếu tố về tự nhiên. Đấy, thì chúng ta có cái gọi là natural factor. Và các bạn sẽ tự điền vào ba cái mà trong bài thầy đã vạch cái chân. Được tự điền vào đây. Và cái này không đưa vào bài viết. Thế còn cái nguyên nhân yếu tố thứ hai là do con người. Anthropogenic factor.
thì nó có hai nguyên nhân hàng đầu. Nguyên nhân một, đó là do chúng ta burn fossil fuel. Các bạn thấy hay không? Cái nguyên nhân rõ ràng. Và nguyên nhân thứ hai là do vấn đề gì các bạn nhỉ? Phá rừng. Deforestation. Đây là hai nguyên nhân hàng đầu. Thế vậy chúng ta đã tìm được hai nguyên nhân và chúng ta sẽ mở rộng phần nguyên nhân ở các bài đọc sau. Đây chúng ta có cái phần giản ý. Và tiếp tục thì mời các bạn đến cái bài đọc. Đây là cách đọc để kỹ năng viết và nghiên cứu mà các bạn rất cần ở môi trường học tập. Các bạn cần phải có kỹ năng này. Cho nên các bạn học sinh cấp 3 ngồi trước mặt thầy, đại học thì không nói. Đại học của chúng ta biết là trường thế nào rồi, còn cấp 3 thì nói các bạn trước mặt thầy. Sở dĩ một trong nguyên nhân mà các bạn viết kém và khó viết là do các bạn thiếu kiến thức và ít đọc. Đấy, ở trường cấp 3 các bạn không được đọc những kiến thức này. Các bạn ít đọc. Và các bạn cứ nghĩ rằng các bạn phải ngồi các bạn chém gió và tưởng tượng. Các bạn nhớ là cái việc chém gió tưởng tượng nói phét ấy là các bạn không được chấp nhận và không được tôn vinh trong môi trường học thuật. Những người đấy là những người không có thái độ nghiêm túc trong môi trường học tập. Đi chỗ khác mà chém gió. Các nhà khoa học không chém gió. Các nhà khoa học đọc và ta ghi rõ nguồn. Chém gió hoặc là lấy lời người khác giống như lời của mình, đạo văn. Đấy là một trong những vấn đề đạo đức ở trong học tập, trong nghiên cứu. Cấm đứng đạo văn. Đạo văn là tha hóa. Các bạn đi du học, các bạn đạo văn nó tống cổ về nước này. Đấy là hành vi mất dạy. Đúng từ mất dạy luôn. Cấm đạo văn. Tiếp tục, chúng ta đọc có thầy đoạn tiếp theo. Các bạn phải có môi trường kỷ luật, đạo đức. Cùng thầy tiếp này. Global warming, rising sea level, đấy những cái vấn đề chúng ta vừa đọc ấy. Và climate refugees. Nhiệt độ toàn cầu tăng liên tục trong thế kỷ qua. Và cái cấu trúc này là một trong cấu trúc mà chúng ta vừa mới học. Nó gọi là cấu trúc gì bạn vừa học bạn biết không? Và các bạn nhớ rằng cái cấu giấy từ with đây hoặc có hoặc không. Đây là cấu trúc gì chúng ta vừa học? Danh từ. Và cộng với cả present participle. Cấu trúc gì chúng ta vừa học các bạn? Nói với thầy đi. Absolute phrase. Đấy. Và các bạn nhớ là chúng ta sẽ tiếp tục được thể mở rộng những cái kiến thức absolute phrase thông qua những nguồn tài liệu học thuật khác. Ví dụ như thế này chẳng hạn. Ví dụ như thế này. Thưa các bạn. Đấy, chúng ta lại tiếp cận một cái xe học thuật khác. Tức là bạn hiểu là thầy đang mời các bạn tới nghiên cứu cùng thầy. Đấy. Thầy mời các bạn nghiên cứu cùng thầy. Và trong cái absolute phrase này thì nó sẽ có câu giới từ with hoặc có hoặc không. With cộng nào và cộng với cả past participle. Có rất nhiều loại absolute phrase chúng ta sẽ được mở rộng những bài học tiếp theo. Đấy. Nhiều các vùng ven biển là coastal areas. Nó bị lụt này. Các bạn có từ experience, flooding, từ experience, các bạn thay bằng từ suffer. Induced. Đấy. Bị lũ lụt. Ngày càng, tức là cái tần suất xuất hiện ấy, ngày càng nhiều và ngày càng nghiêm trọng, tức là về mặt cường độ ngày càng nhiều, cả cường độ và tần suất. Thế vậy khi chúng ta miêu tả một vấn đề thì các bạn nên miêu tả nó ở hai cấp độ là tần suất và cường độ. Đấy, đấy là những từ các bạn nên dùng để miêu tả khi chúng ta viết bài essay. Cường độ và tần suất. Ngoài ra, nhiều các quốc đảo đang bị nhấn chìm. Nhấn chìm. Và nó dẫn tới khủng hoảng về người tị nạn. Khi mà không còn môi trường sống nữa thì đương nhiên là phải người ta phải di tản. Và nó tạo thành gọi là refugee crisis. Và những cư dân quốc đảo này phải đi tìm một nước khác để sinh sống. Và những người này các bạn sẽ học, họ được gọi là climate migrant. Tức là vì di cư nhưng không phải vì vấn đề đói nghèo mà do vấn đề climate change, biến đổi khí hậu. Global warming nó chủ yếu gây ra bởi cái việc chúng ta burning of fossil fuel như vừa chúng mình đọc ở trang trước đấy, nguyên nhân đấy. Và nó thải emit, các bạn cái từ gì các bạn vừa học ấy nhỉ? Discharge hoặc gì các bạn? Release, một cái lượng khí thải gây ứng nhà kính vào không khí. Mà một khi nó đi vào không khí thì nó cái khí đấy nó sẽ giữ lại cái nhiệt
và điều này nó khiến hành tinh của chúng bị ấm lên. Thế vậy ba cái dòng này nó giải thích các bạn cái cơ chế là powders burning fossil fuel lead to global warming. Đây là một ý rất là hay để các bạn đưa vào phần details giải thích cái nguyên nhân do chúng ta burning fossil fuel mà nó dẫn đến vấn đề greenhouse gases đấy và gas trap heat và global warming. Và đây cái anh thầy nói các bạn không ngoa, đó là ít nhất 80% cái lượng nhiệt này nó được hấp thụ bởi đại dương đấy. Và khi mà đại dương nó hấp thụ cái nhiệt đó thì nhiệt độ của đại dương nó tăng lên và nước nó sẽ giãn ra và quá trình này gọi là thermal expansion đấy. Thế vậy ngoài ra thì nhiệt độ ấm hơn từ việc khí gây nhiệt kính nó còn làm cho băng ở các cực và các dòng sông băng ở các vùng cao nguyên nó tan chảy. Và khi mà nước nó giãn ra ở đại dương rồi băng tan ra thì hệ quả dẫn đến sea level rise, tức là mức nước biển dâng cao. Và đây nó đưa ra một loài cái con số để giải thích nước biển dâng cao. Thế vậy thưa các bạn, đến đây là thầy với các bạn phải tạm ngừng lại. Và chúng ta sẽ cần phải vẽ tiếp vào cái gì các bạn biết không? Đố bạn nào biết chúng ta viết cái gì tiếp? Dạ, thưa các bạn, chúng mình sẽ chỉ ra cái tác động. Các bạn thấy hay không? Và cái tác động đầu tiên của chúng mình là cái gì nhỉ? Các bạn đang học sơ đồ mind map của thầy đúng không? Đó là gì các em? Rising sea level. Hay không? Và có hai nguyên nhân. Đó là do vấn đề gì các bạn còn nhớ không? Thermal expansion. Và yếu tố thứ hai là gì nhỉ? Ice melting. Đấy. Thế vậy chúng ta đang phát triển được cái sơ đồ mind map của chúng ta từ kỹ năng reading. Và sẽ không khó nếu các bạn chịu khó đọc theo một nguyên lý thế này. Các bạn đọc tiếp này. Đọc tiếp. Và các bạn thấy cái đoạn số 3. Nó đưa ra bạn nhiều những cái thông tin. Và chúng ta chỉ cần scanning để chúng ta học từ vựng thôi nhé. Còn ý thì chúng mình có rồi. Mức nước biển dâng cao. Đấy. Nhiều cộng đồng đang bị đúng nhỉ, trải qua một cái thực tế mức nước biển dâng cao. Và các nó gọi là các gì nhỉ? Các vùng ven biển đang bị ngày càng shrinking, tức là ngày càng co hẹp lại. Tức là đây hiện tượng nó gọi là cái này nó gọi là coastal. Nó gọi là coastal erosion. Các bạn đã nghe thuật ngữ này bao giờ chưa? Đấy. Coastal erosion. Alaska là một ví dụ nơi mà nhiệt độ ấm hơn. Đấy. Thì hiện tượng các bạn có cái gọi là cái đất, cái băng mà nó đóng băng vĩnh cửu đây này. Thành đất ấy thì nó tan ra. Và mức nước biển nó dâng cao. Và nó làm cho nhiều các thành phố ở vùng ven biển bị nhấn chìm. Vào tháng riêng 2017, các cư dân của thành phố này ở bang Alaska đã yêu cầu chính phủ Mỹ phải trợ giúp về tài chính để hỗ trợ cho những cái cố gắng của họ để di cư tới một vùng cao hơn. Rồi khác thì động vật bị tàn phá môi trường sống đâu. Và hơn 180 các ngôi làng ở ven biển ở bang Alaska đã có nguy cơ bị nhấn chìm. Và những vùng mà thấp hơn mức nước biển, như là vùng này, thì cư dân của họ phải di tản hàng loạt. Các bạn nhớ displacement chúng mình học không? Displacement chúng mình học đấy. Displaced. Chúng mình học ở trong chủ đề môi trường ấy. Do mức nước biển dâng cao và do nước ở đất bị mặn hóa, nước biển xâm nhập mặn đấy. Và có lẽ thảm nhất liên quan đến vấn đề rising sea level. Có lẽ là cư dân là một quốc đảo nhỏ ở vùng này. Đấy. Hệ quả của mức nước biển dâng cao thì toàn bộ cái quốc đảo này đã bị nhấn chìm, có thể bị nhấn chìm trong vài thập kỷ tới, khiến cư dân của nó là cư dân không có đất nước, không có tổ quốc. Hay buồn cười nhỉ. Bây giờ chúng ta mới biết được và chúng ta sẽ chứng kiến một cái gọi là cuộc khủng hoảng trên toàn cầu về hiện tượng những người tị nạn do biến đổi khí hậu gây ra trong thập kỷ tới. Và thời điểm này thì thủ đô của Indonesia là Jakarta, đúng nhỉ, sẽ được di chuyển tới một thành phố khác và họ đang xây lại từ đầu. Bởi vì Jakarta cũng giống như Sài Gòn của chúng ta, là cái vùng mà nằm dưới mực nước biển và dễ tổn thương nhất giữa vấn đề rising sea level và hiện tượng biến đổi khí hậu, hiện tượng chiều cường. Đấy. Thế vậy các bạn đọc đến đây và chúng ta tiếp tục chuyển cho thầy sang cái đoạn tiếp theo là biến đổi khí hậu.
nó dẫn tới việc tuyệt chủng của các loài. Tuyệt chủng của các loài. Và chúng ta đang bước vào một cái tác động thứ hai. Môn lịch sử dạy chúng ta rằng biến đổi khí hậu, tức là lịch sử nó đã dạy chúng ta rằng biến đổi khí hậu nó có mối quan hệ rất chặt với sự tồn vong của các loài. Thế vậy nó có mối quan hệ với nhau nhé. Biến đổi khí hậu và sự tồn vong của các loài có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, rồi mối tương quan đấy. Còn liệu có quan hệ nhân quả hay không thì phải xét. Cái này gọi là quan hệ nhân quả. Cho cái thay bằng cái từ closely, cái bằng từ causally thì gọi là quan hệ nhân quả. Những bằng chứng từ việc nghiên cứu khí hậu thời cổ điển, thời cổ đại đã cho thấy rằng trong thời kỳ biến đổi khí hậu diễn ra mạnh thì nhiều loài thực vật và động vật đã bị tuyệt chủng. Tức là có những cái thực nghiệm trong quá khứ là nó đã từng có mối quan hệ rồi. Và cái mối quan hệ này nó khá là rõ khi mà hành tinh của chúng ta đang ngày trở nên ấm hơn và nó kèm theo cái sự mất mát tính đa dạng sinh học cũng trở nên ngày càng nghiêm trọng. Thế vậy đây các bạn lựa chọn này hai từ. Từ nhất đó là tuyệt chủng của các loài. Từ thứ hai là từ mất tính đa dạng sinh học, là một trong những hai từ để giải thích cái nguyên nhân, cái tác động thứ hai của hiện tượng biến đổi khí hậu. Và theo bạn, hai cái cụm này thì chúng ta dùng cái cụm nào giải thích tốt hơn, hay hơn trong bài viết? Theo bạn dùng nên dùng từ species extinction hay là dùng từ loss of biodiversity để chỉ cái tác động thứ hai? Thế đang hỏi các bạn. Các bạn nên dùng từ nào thì nó có tính đại diện cao hơn? Đấy. Thế vậy thì tin là một số bạn. Chúng ta chọn cái từ nào có vẻ tính đại diện cao hơn nhỉ? Nếu bạn viết bài essay, bạn chọn từ nào có tính đại diện cao hơn? Đúng rồi, rất tốt, Gia Phát. Chọn cái mất mát tính đa dạng sinh học thì nó sẽ dễ viết hơn. Đúng rồi, rất tốt, Ngọc Linh. Cho nên, thầy sẽ mạnh mẽ. Rất tốt, Minh Đức. Thầy sẽ mạnh mẽ viết cho các bạn cái tác động thứ hai. Đó là loss of biodiversity. Là cái tác động thứ hai của hiện tượng biến đổi khí hậu. Các bạn nhớ là chúng ta phải đang quá trình đọc và nghiên cứu nhé. Chưa có viết lách gì ở đây cả. Các nhà khoa học cần phải đọc và nghiên cứu, tổng hợp thông tin, kiến thức trước khi viết lách. Viết là khâu cuối cùng và rất nhanh. Còn khâu này mới là khâu quan trọng. Đây là khâu tích tụ kiến thức. Đấy. Thưa các nhà khoa học trong tương lai à. Bây giờ thầy mời các bạn đọc tiếp. Có 5 cái quá trình tuyệt chủng hàng loạt trên hành tinh. Và thầy sẽ gửi cho bạn cái bài viết về 5 quá trình tuyệt chủng hàng loạt này. Đây là câu chuyện của quá khứ, đây là câu chuyện của ngày xưa. Còn bây giờ chúng ta sẽ chứng kiến một cái tuyệt chủng lần thứ 6 mà thầy gửi vào cho các bạn. Cái tuyệt chủng lần thứ 6 có khả năng xảy ra và đang xảy ra. Và nguyên nhân chính là do thầy, các bạn và những người sống trên hành tinh này. Đó là nguyên nhân do con người. Cho nên thầy sẽ không đọc cái đoạn này, bởi vì là câu chuyện nói về quá trình tuyệt chủng ở trong quá khứ. Và thầy sẽ gửi cho bạn một cái bài khá đầy đủ để các bạn hiểu hơn. Cái này là câu chuyện của ngày hôm qua, câu chuyện của ngày xưa. Còn bây giờ thì quan tâm tới ngày hôm nay. Đấy, đó là biến đổi khí hậu. Nó gây ra sự mất mát tính đa dạng sinh học. Đấy, các bạn có hiểu cách đọc là skimming đấy không? Đọc là phải thật nhanh và lấy được ý chính. Đây là kỹ năng đọc rất quan trọng. Theo một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc, thì biến đổi khí hậu nó đang gây ra những cái tổn hại rất sâu rộng đối với nhiều loài. Một cái cuộc khảo sát, một cái nghiên đánh giá như 130 cái nghiên cứu của 2015 về tác động của biến đổi khí hậu đối với các loài đã cho thấy rằng cứ 6 loài thì có một loài thì đối mặt nguy cơ bị tuyệt chủng do trái đất ấm lên. Cứ 6 loài thì có một loài. Trong một nghiên cứu gần đây, xấp xỉ 47% trong số 976 loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng ở một khu vực nhất định. Điều này có nghĩa là nhiều loài nó buộc phải di cư khỏi cái mảnh đất truyền thống của nó, cái môi trường sống của nó để có thể tồn tại. Đây chính cái cuộc di cư này dẫn đến nó bị chết này. Ví dụ cái loài này, một cái động vật có vú sống ở vùng núi cao đã phải di cư tới cái vùng cao nguyên cao hơn để có được khí hậu lạnh hơn, và chính điều này làm sự tồn tại của nó trở nên bất ổn. Thế vậy các bạn nhớ thầy, đây là một cái ý rất là quan trọng mà có lẽ là chúng ta đưa ra, đó là habitat gì các bạn? Các bạn đã cho thầy cái từ của nó, habitat gì các bạn? Lost. Đấy, hoặc chúng ta dùng cái từ là môi trường bị, đó là shrinking. Thế vậy, động vật mất nhà, mất môi trường sống
và nó phải di cư, và đấy là nguy cơ dẫn tới sự tồn vong của nó. Đấy là ý chúng ta đưa vào. Yếu tố thứ hai, à tiếp tục này, cái loài này nó đã từng bị suy giảm nghiêm trọng về số lượng do mất đi cái môi trường sống thế này. Đấy, đó là băng ở biển và cái khả năng tiếp cận thức ăn. Đấy, chúng ta lại có ý thứ hai, đó là tiếp cận thức ăn. Tức là nó không những không có nhà mà nó còn mất đi cái nguồn thức ăn do biến đổi khí hậu gây ra. Và đây là cái nguy cơ dẫn đến chết. Không có nhà thì chết, không có thức ăn thì cũng chết. Và nó gặp cả hai. Đấy. Thế vậy, thầy với các bạn sẽ cần phải quay lại mind map. Các bạn sinh viên đại học cần phải được học cái này. Đây là một cách học của những người trưởng thành. Thế vậy, thầy sẽ ghi đây cái gì các bạn nhỉ? Shrinking habitat. Và thứ hai là gì, đúng bạn nào biết? Đúng nào biết cái gì các bạn? Food insecurity, thiếu thức ăn. Shortage of food, đây là nguyên nhân thứ hai. Đấy, và thầy mời các bạn tiếp tục đọc trang sau để các bạn thấy rằng càng đọc thì kiến thức, cho nên bạn viết trong IELTS không khó nếu bạn được đọc những kiến thức rất hay thế này. Biến đổi khí hậu, và các bạn đang chứng kiến trên toàn cầu, đó là hiện tượng thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Các bạn đang chứng kiến hiện tượng bão, hurricane, typhoon, flooding, drought ở mọi nơi trên thế giới đang diễn ra. Thời tiết ngày càng khắc nghiệt và nó có nguyên nhân từ vấn đề global warming. Global warming nó có ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới cái hệ sinh thái. Một trong những ảnh hưởng của việc nhiệt độ tăng lên đó là khả năng cao hơn về việc dẫn tới thời tiết cực đoan như là heat wave, mưa nặng hạt là intense rainfall, hạn hán là drought, lũ lụt là flooding, bão lũ là hurricane, snowstorm, tornadoes. Và cái này gọi là extreme weather. Heat, phê quá các em ạ. Phê quá. Và thừa nhận là hiện tượng thời tiết severe weather nó luôn luôn xảy ra thì rất khó để quy một hiện tượng thời tiết là do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trong thập kỷ gần đây thì hiện tượng biến đổi khí hậu nó đang làm tăng cái khả năng thời tiết trở nên ngày càng khắc nghiệt. Heat wave, heavy rain trở nên ngày càng phổ biến, tần suất ấy, và nó ảnh hưởng rất tiêu cực tới xã hội và môi trường. Và nó là bùng phát các thiên tai, đó là cháy rừng và hiện tượng sạt lở đất. Thế vậy các bạn đang nhìn đây cũng là sơ đồ mind map này, đây là cách là vừa đọc vừa lập dàn ý này. Đấy, cái sách Academic Writing rất hay thì sẽ đưa rất nhiều những nội dung của sách này vào dạy các bạn về những chủ đề học thuật sắp tới, đặc biệt liên quan đến môn xã hội học, sociology, psychology và những chủ đề rất hay nữa phần sau. Đây là một cuốn sách rất nhiều các mảng khoa học. Và các bạn thấy phần sau thì nó chỉ ra những hiện tượng về biến đổi khí hậu, về từ hiện tượng thời tiết trở nên khắc nghiệt, heat wave ở vùng này. Đấy, vùng kia. Cho nên nó đưa ra những thông tin rất là specific, thầy không đi vào. Cho nên các bạn quay lại cho thầy cái phần mind map và chúng ta ghi thầy tác động thứ ba. Đó là extreme weather. Đấy. Và sẽ có một bài nữa thầy muốn các bạn đọc ngay và luôn. Nhưng mà các bạn thấy đọc cái tiêu đề của nó đã thấy có tính học thuật rất cao rồi. Nó chỉ một trang thôi. Nhưng bài đọc này quá hay. Đấy, thì để các bạn thấy rằng thực sự là các bài đọc chất lượng. Nó tạo ra khác biệt rất lớn về kỹ năng viết. Đó là nâng cao vốn từ vựng và idea rất dồi dào. Vậy thầy mời các bạn đọc tiếp một cái bài từ một nguồn sách học thuật rất tuyệt vời. Chúng ta đọc một cái chủ đề là Climate Change 101. Chúng ta đọc với thầy này. Rất nhiều các nghiên cứu được xuất bản trong các tạp chí chuyên ngành cho thấy rằng 97% các nhà khoa học đồng ý rằng tác động của biến đổi khí hậu là do con người. 97% các nhà khoa học nhé. Tuy nhiên, trong một khảo sát gần đây thực hiện bởi cái trung tâm nghiên cứu PEW thì chưa đầy 50% những người trưởng thành tại Mỹ đồng ý với cái sự đồng thuận khoa học này, tức là cái kết luận mà có tính đồng thuận của nhà khoa học này. Vậy từ sâu ở đây là một từ therefore đấy. Vậy liệu đây là, nhớ là câu hỏi nhé, cho nên đặt cái từ y trước này và đây là câu hỏi nhé. Liệu một nửa dân số Mỹ ấy, họ có sự hoài nghi chính đáng hay liệu
phải có những cái nghiên cứu nào đó để hỗ trợ cho cái kết luận của các chuyên gia. Và để giúp bạn tự đưa được ra câu trả lời, thì chúng tôi đã đưa ra bằng chứng mới nhất để giải quyết cái câu hỏi này. Liệu có hiện tượng global warming hay không? Câu trả lời rất đơn giản là có. Kể từ khi mà nhiệt độ toàn cầu ghi nhận mức độ kỷ lục vào thế kỷ thứ 19, thì bề mặt, đúng nhỉ, nhiệt độ của hành tinh của chúng ta đã tăng từ đây, vân vân, bla 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 bla. Đấy, 80% cái lượng nhiệt thừa là sẽ được hấp thụ bởi đại dương như chúng ta vừa nói. Thế vậy các bạn thấy câu trả lời là có, và cái phần này chúng ta chỉ đọc để biết thôi, chưa đi vào. Và tiếp tục, thế nhiệt độ của trái đất có dao động liên tục hay không? Câu trả lời là có. Sự thay đổi về nhiệt độ khí hậu của trái đất là một vấn đề tự nhiên nhé. Đấy, và hiện tượng rất hay xảy ra. Thế vậy các bạn thấy phần này nó cũng chỉ nói về quá khứ, thầy cũng không đọc. Thầy quan tâm nhất là ý này này. Thế đọc và chúng ta biết lấy ý chính. Đó là thế thầy và các bạn cũng phải là nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu hay không? Có đấy, thầy và các bạn là những nguyên nhân tác nhân về vấn đề này. Mời thầy mời các bạn đọc. Thế vậy thưa các bạn, chúng ta học được cụm từ rất hay. Cái khí gây ra nhà kính nó tạo thành giống như là chúng ta ủ một cái, vứt một cái chăn lên một cái đám lửa đang cháy. Đấy, nhiệt nó không thoát ra ngoài được. Thì cái chăn đấy nó giống như là cái gọi là blanket of greenhouse gases. Tức là toàn bộ cái khí thải mà chúng ta tạo ra nó tạo thành bức chăn. Và nó che, nó ngăn chặn toàn bộ cái nhiệt thoát ra khỏi cái trái đất của chúng mình. Cho nên dùng cái từ rất hay là blanket of greenhouse gases. Các bạn đi học có thầy từ đó nhé. Và các khí gây ở nhà kính gồm những cái gì? Đó là carbon dioxide, đó là water vapor, đó là nitrous oxide. Đấy, cái bài này viết nó lại cho sâu hơn này. Rồi đó là methane. Và trái đất của chúng ta sẽ hấp thụ cái nguồn nhiệt này và nó làm trái đất của chúng mình ấm lên. Và đây là hoàn toàn tự nhiên và chúng ta gọi là greenhouse effect. Thế vậy, greenhouse effect là một natural phenomenon. Và các bạn thấy đây, người ta đưa ra dữ liệu chúng ta không đọc. Nhưng thầy quan tâm đến câu này. Đó là cái sự gia tăng nhiệt độ của hành tinh là hệ quả của thầy với các bạn, một con người. Và trong một thập kỷ qua, và các bạn học được những cái từ gì ở đây, còn nhớ không? Finite resource. Còn nhớ từ này có gì chúng mình học trong đời môi trường không? Tài nguyên hữu hạn. Đấy, finite resource. Còn tài nguyên vô tận là cái gì, còn nhớ từ đấy không? Infinite. Đấy, và bây giờ nó xuất hiện trong bài báo này chúng mình học. Đó là việc đốt cháy các nhiên liệu, các tài nguyên hữu hạn, trong đó có xăng và trong đó có dầu. Đúng là infinite rất tốt, tục lắm. Việc đốt cháy các finite resource, trong đó có than và dầu. Rồi phá rừng. Rồi phát triển công nghiệp. Nó làm tăng cái nồng độ khí thải trong trái đất. Thế vậy trong ba yếu tố này thì chúng ta đã có burn finite resource rồi, có deforestation for agriculture rồi, và bây giờ chúng ta thêm yếu tố là nông nghiệp. À, công nghiệp. Thế vậy các bạn quay lại bài đây, chúng ta bổ sung luôn. Em đọc phát em bổ sung luôn. Các bạn nhớ là phá rừng có một nguyên nhân quan trọng, đó là nông nghiệp nhé. Này đóng vai trò rất lớn này. Và một nguyên nhân tiếp đó là cái gì các bạn nhỉ? Industrial. Đấy, thích học kiểu này các bạn thấy không? Rất thích hợp nhé. Expansion. Đấy. Cho nên là các bạn, thực ra cái phương pháp này dạy ngay cho học sinh cấp 2 cũng được các bạn. Nhưng mà quan trọng ở trường các thầy cô phải cho đọc từ nhiều nguồn cơ. Chứ đọc sách giáo khoa nó không có đâu. Mà sách hay nó không có ai hiểu sách. Đấy, bởi vì những người nhập sách người ta không biết cái sách này hay. Nào thầy đọc trước các bạn này. Thầy sẽ xử lý rất nhanh, thầy đi phần writing cuối cùng cho các bạn nhé. Câu này câu rất hay này. Hiện tượng tăng các loại khí gây ra nhà kính. Mà có một cấu trúc rất hay để highlight cho các bạn. Có nguyên nhân trực tiếp từ. Thế vậy bạn học có thể cấu trúc có nguyên nhân trực tiếp là to be directly attributable to. Và thầy bật mí cho bạn, đó chính bằng cái cục sau. Các bạn có một cái tờ mà thầy thường chuẩn bị cho những bạn học sinh mà sẽ thi IELTS. Đó là cái tờ Useful Language for Writing and Speaking. Thì cái tập này thầy tổng hợp rất nhiều nguồn sách học thuật, tổng hợp được rất nhiều sách. Và trong cái tập này thì mỗi một cái mục này thì sẽ hướng dẫn các bạn trong quá trình áp dụng các bài essay khác nhau để các bạn viết nhanh. Mà trong đó có mục số 18 chính là mục thầy muốn nói các bạn ở đây. Thưa các bạn, mục số 18 này là các cấu trúc để chỉ nguyên nhân và tác động. Và cái cấu trúc mà vừa thầy nói các bạn là các bạn có những cái danh từ chỉ nguyên nhân ấy. Danh từ ấy, đó là từ reason for này, từ cause of này, từ contributor to này, từ factor in. Đây là các danh từ nhé.
đây là các danh từ. Đấy, nó đi với các giới từ như vậy. Nhớ này, reason đi với giới từ for, cause đi với giới từ of, contributor đi với từ to, và factor đi với từ in. Thế còn cái động từ là có nguyên nhân từ chính là động từ này. Result from, be the result of, be the consequence of, be due to. Và bây giờ bạn bổ sung thêm từ nào nữa? Be attributable to hay không? Đấy, có nguyên nhân từ. Và đây là cái cấu trúc mà chúng ta dùng chắc chắn là đúng, bởi vì đây là nguồn trong sách. Sách rất academic. Cho đây là một trong những cái năm cái động từ này thầy muốn các bạn dùng trong writing. Ví dụ như các bạn nói với thầy, biến đổi khí hậu nó có nguyên nhân từ phá rừng. Thì bạn nói là, các bạn nói là climate change is attributable to deforestation. Thì đấy là một cấu trúc rất hay trong writing. Và không bao giờ sai, bởi vì các bạn dùng những cấu trúc đấy trong writing. Bởi vì chúng ta khai thác từ cái nguồn đọc rất hay. Bây giờ thầy muốn tiếp tục mời các bạn quay lại bài đọc. Để sau thầy dạy các bạn về chủ đề kinh tế. Các bạn đọc thầy này. Việc canh tác. Đấy, như là chăn nuôi này. Và việc mở rộng các khu, đúng nhỉ, chứa rác. Nó tạo ra khí methane. Trong khi đó nitrous oxide thì chủ yếu là thông qua việc canh tác đất, xới đất. Chốt hạ lại là trong khi hiện tượng hiệu ứng nhà kính là một quá trình tự nhiên, nhưng cái sự gia tăng của nó, cụ thể là global warming, là do chủ yếu là do con người. Con người làm cho nó trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn. Thế vậy các bạn thấy là chúng ta vừa nói về nguyên nhân, và bây giờ chúng ta sẽ bàn tiếp về tác động. Đọc rất nhanh. Đó là biến đổi khí hậu nó gây ra như nào đối với đại dương. Đại dương hấp thụ 80% cái lượng nhiệt thừa được tạo ra bởi global warming, như chúng mình đọc ở cái nguồn tài liệu trước. Và khi water nó heat up, chúng ta vừa học ấy, thì nó expand và nó gây ra sea level rise. Đây là yếu tố chúng ta bổ sung vào cái nguồn, cái phần detail cho cái ý liên quan đến tác động về rising sea level. Đấy. Và đây các bạn lại tiếp tục có một cấu trúc tiếp này. Khoảng 50% cái sự gia tăng này có nguyên nhân trực tiếp từ việc thermal expansion. Đấy, lại của cấu trúc nguyên nhân trực tiếp từ là to be directly attributable to. Và với hiệu ứng nhà kính thì đây là một hiện tượng tự nhiên. Tuy nhiên, dữ liệu gần đây gợi ý rằng trong vòng 20 năm qua thì sea level nó đã tăng từ đây. Vân vân. Và cái sự gia tăng này nó có ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới cư dân sống ở vùng ven biển. Đó là xói mòn như vừa chúng mình nói này. Lũ lụt này. Đất bị ô nhiễm. Mức nước biển, không chỉ nước biển là dâng cao, mà cái thành phần hóa học trong nước biển cũng đang thay đổi. Và carbon dioxide nó được không chỉ bị thải vào không khí mà nó còn đang bị hòa tan vào nước biển và khiến nó gây ra hiện tượng nó gọi là axit hóa đại dương. Và thưa các bạn, đại dương là một môi trường sống của nhiều loài, cho nên hiện tượng đại dương bị axit hóa nó sẽ làm giảm cái tốc độ chuyển hóa của nhiều loài và nó là hạ thấp, giảm cái miễn dịch của nhiều loài và nó phá hoại cái hệ sinh thái biển và nó gây ra hiện tượng mất màu và cuối cùng là dẫn đến cái chết của các rặng san hô. Rồi ôi, chúng mình đọc xong chúng mình lạnh hết cả gáy các bạn ạ. Sao con người chúng mình độc ác nhỉ? Độc ác quá các em ạ. Đấy, và các bạn thấy chúng mình đưa ra rất nhiều cái detail vào trong phần giải lý. Đấy, để các bạn hiểu rằng là đọc nó sẽ giúp các bạn viết tốt. Cho nên ở ngoài kia vẫn rất nhiều người ngoác cái miệng ra kêu là khó viết, không biết viết cái gì. Thế sao không đi đọc đi mà cứ ngồi kêu của em ấy. Em kêu là sao ra em có kiến thức, sao mới đọc đi. Đấy là những cá nhân đáng thương. Ngồi kêu nó không ra kiến thức. Đấy. Cứ ngồi ngoác miệng nó kêu là cái gì em ơi. Đọc đi. Hay dành từng phút của tuổi trẻ đọc đi. Đấy. Phê quá. Thầy đọc nốt cho bạn cái đoạn này trước khi thầy đi phần writing cho các bạn. Dữ liệu từ cơ quan này cho thấy rằng. Đấy. Và đây nó bàn là vấn đề polar ice cap. Còn đây nó bàn với extreme weather, thầy chỉ đọc tiêu đề thôi. Còn các bạn sẽ đi scanning để chúng ta có được những cái từ vựng cần thiết. Còn bây giờ thầy rất là muốn làm một công việc, đó là đưa vào kỹ năng writing. Như thầy nói nhỏ các bạn, thầy hoàn toàn có thể mở rộng thêm một cái tác động rất hay nữa ở phần này. Đó là liên quan đến cái tác động của biến đổi khí hậu lên sức khỏe con người. Mà cái này thì là một bài quá dài và hay. Nhưng mà chắc là thầy sẽ phải đọc cho bạn vào một hôm khác. Bởi vì bài viết này có lẽ là ngoài vấn đề về kiến thức
thì thầy sẽ dạy các bạn quá nhiều từ vựng hay, cấu trúc writing hay ở trong bài này. Cho nên cái bài nói về biến đổi khí hậu, nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người của ngài, tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, chúng mình sẽ đọc vào một hôm khác. Mà trong bài này các bạn học được vô số từ vựng cả về lĩnh vực environment và đặc biệt là từ vựng về lĩnh vực health science. Cho nên cái mục của thầy sẽ dịch cho các bạn sau. Nhưng nếu đọc nó thì chúng ta sẽ viết được rất nhiều trong các bài essay mà chúng mình đang bàn. Nhưng bởi vì chúng ta sẽ cần phải dành ít phút còn lại để thầy hướng dẫn các bạn cách viết bài essay của đề thi IELTS mà chúng ta đặt trên khuôn khổ ban đầu. Đó là thầy cho em cái bài toán thế này. Thế bây giờ làm thế nào để em viết, để em ăn điểm cho kỳ thi? Thế thì bây giờ các bạn hiểu là chúng ta có hai cách tiếp cận với phần writing. Có hai cách tiếp cận mà sau này dạy các bạn cả hai bước cách tiếp cận để chúng ta viết. Cách tiếp cận thứ nhất đó là các bạn tiếp cận theo hình thức nó gọi là point by point pattern. Đấy. Và cái cách tiếp cận này thì cực kỳ thích dụng cho cái dạng bài essay có lẽ là khó nhất, phổ biến nhất trong mọi kỳ thi chuẩn hóa IELTS, TOEFL, IBT, SAT, ACT, đứng nhà ACT và mọi các kỳ thi như A-Level, IB, v.v. Đấy, và dạng bài essay phổ biến nhất trường đại học và cái này thầy đầu tư khá nhiều công sức để dạy các bạn. Đó là dạng bài essay nó gọi là Argumentative Essay. Thì cách tiếp cận point by point là một cách tiếp cận cực kỳ hay. Ngoài ra, nó còn có tiếp cận theo hình thức nữa là dạng bài essay Causes and Solution. Và dạng bài essay nữa đó là Effects and Solution. Thì ra ba cái dạng bài essay này thì dạy các bạn, đúng nhỉ? Ở trong những bài học sau. Thế còn có một cách tiếp cận thứ hai, mà cái tiếp cận này chính là thầy dạy các bạn ngay ngày hôm nay và những buổi học sắp tới. Cách tiếp cận thứ hai này là cái tiếp cận mà các bạn sẽ hiểu ngay và luôn trong ngày hôm nay. Nó gọi là cách tiếp cận block. Thầy dạy các bạn rất học thuật đấy nhé. Pattern. Hay chúng ta gọi là organization. Đấy, cái tổ chức bài xây theo hình thức block. Còn cái này hình thức nó gọi là point by point. Đấy, và chúng ta sẽ được học cụ thể sau. Thường cái bài point to point này, bài essay sẽ có 5 đoạn văn. Cả bài 5 đoạn, tức là mở bài, thân bài, kết luận và 3 bài trong phần thân bài. Thế còn block pattern là chúng ta thường kết bài tổ chức bài viết từ hình thức 4 đoạn văn. Cả mở bài và kết luận, thân bài gồm có 2 đoạn. Và bây giờ có lẽ là các bạn sẽ phải hiểu như sau. Thầy sẽ tạm khác lại cái việc viết bài essay này chỉ trong vài phút thôi. Các bạn mà sao thầy tạm gác. Và bây giờ thầy sẽ quay lại các bạn cái buổi học đầu tiên mà thầy đã dạy các bạn. Đó là thầy hướng dẫn các bạn vào những buổi học tiếp theo ấy. Đó là thầy dạy các bạn cách viết một đoạn văn. Và đây là những kiến thức nó rất là khoa học. Bởi vì nó chia thành các bước giống như toán học. Vậy thầy tin là các bạn vẫn nhớ. Và nhớ rất rõ. Bởi vì chúng ta được học từ nhiều sách. Và bây giờ bạn chỉ cho thầy. Cái bước 1 là bạn đi làm cái gì, xác định cái gì của đoạn văn. Đúng bạn nào đoán được? Topic, đúng không em? Các bạn đồng ý với thầy không? Đúng rồi, rất tốt Ngọc Huyền. Và bây giờ thầy với Ngọc Huyền và các bạn xác định luôn cho thầy cái topic của bài chúng ta chuẩn bị viết. Nó là vấn đề biến đổi khí hậu. Đấy, Huyền thấy không? Xong. Bước 1 nhé. Bước 2. Tức là các bạn hiểu thầy dạy các bạn nó có tính logic mà nó không bị mâu thuẫn. Bước 2 là xác định cái gì? Xác định cái gì của đoạn văn? Nói nhanh, đúng rồi, xác định cái gọi là rất tốt Ngọc Linh, rất tốt, đó là controlling idea. Đấy, các bạn hãy mang theo những hành trang kiến thức này mãi mãi nhé, đừng bao giờ quên. Bởi vì đây không phải là những kiến thức chủ quan của thầy, mà đây là những cuốn, những kiến thức được đúc kết từ rất nhiều các cuốn sách học thuật thầy đọc và thầy đưa vào dạy các bạn. Và bây giờ thì thầy sẽ chọn cái controlling idea đây. Là chúng ta bàn về nguyên nhân đấy của hiện tượng biến đổi khí hậu. Xong chưa? Đấy, các bạn đồng ý với thầy nhé. Và bây giờ bước 3 là cái gì? Bước 3 là cái gì các bạn? Đó là xác định keywords, đúng không? Research và mind map. Và bây giờ các bạn đã làm ở phần trước rồi, cái khâu này bước 3 chúng mình làm rồi. Cho bây giờ bạn cho thầy cái mind map luôn.
Đó là gì đây? Đọc có thể nào? Climate gì các bạn? Chúng ta bàn về nguyên nhân đúng không? Đây cả cái này. Cả cái này đóng vai trò là main idea của cái đoạn này. Và chúng ta sẽ có hai nguyên nhân hàng đầu. Đó là cái gì các bạn nhỉ? Phá rừng. Deforestation. Và nguyên nhân thứ hai là gì nhỉ? Đó là do chúng ta gì các bạn? Burn fossil fuel. Xong chưa? Thế vậy chúng ta có nghe và chúng ta tiếp tục mở rộng cái phần detail ở đây thì cái phần phần sau. Đấy, detail và example. Các bạn tùy mở cái phần detail lần sau. Thì không đi quá sâu nhé, phần này chúng ta không đi quá sâu ở đây. Chúng ta chỉ lập ra đấy thôi. Đấy, và phần ví dụ, example. Đấy, chúng ta vẫn đang sống tốt đúng không? Các nhà khoa học cần phải làm thế này. Đấy, rất trưởng thành. Và bây giờ, bước 4 là gì các em? Bước 4 là gì các em ơi? Dàn ý bài viết ạ. À. Thế dạng ý còn là cái gì còn nhớ không? Câu đầu tiên là câu gì nhỉ? Câu 1 là câu gì các bạn? Topic sentence. Đấy. Đúng rồi, rất tốt Ngọc Huyền. Topic sentence. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết câu topic sentence luôn. Các bạn hiểu không? Và câu topic sentence này nó phải giới thiệu cái main idea đây này. Thế đấy màu đỏ này giới thiệu cái main idea này. Hay gọi là controlling idea cũng là một. Cho nên cái câu này thì thầy muốn các bạn hãy viết một cái khách quan như sau. Các bạn nghe thầy nói nhé. Các bạn nghe thầy nói này. Đó là khi các bạn viết văn khoa học thì bạn nên hạn chế dùng cái ngôi thứ nhất. Đó là theo quan điểm của tôi. Thường vấn đề khoa học thì bạn không nên dùng cách viết khoa học. Các bạn viết mang tính chủ quan như này. Các bạn không nên dùng cái từ theo quan điểm của tôi thế này. Đây là dạng bài viết văn lập luận nó khác. Đấy. Mà các bạn nên dùng cách viết mà các bạn thường đọc ở trong các bài báo khoa học ấy. Nó hay dùng cái cụm từ là rõ ràng là, đúng là, đấy, có thể lập luận được rằng, nhìn chung thì người ta cho rằng, không nghi ngờ gì rằng, có nhiều bằng chứng cho thấy rằng. Đây là một cách viết, nó gọi là cách viết khách quan của văn khoa học. Impersonal writing. Đấy, thì tâm sự của các bạn như vậy. Cho nên, các bạn yêu quý A, chúng ta sẽ có một câu rất đơn giản mà thầy viết cho bạn luôn. Đấy, đó là đi luôn nhá, đó là it is evident that climate change may be caused by a number of factors. Thế vậy các bạn nhìn thấy câu này rõ ràng là một câu giới thiệu cái main topic, cái main idea và control idea, đó là cái đoạn này bàn về cause of climate change. Và bây giờ các bạn thấy cái câu thứ hai là gì? Đố bạn nào biết câu thứ hai của đoạn văn là cái gì? Bạn còn nhớ không? Supporting point 1. Đúng không? Cho nên bây giờ thầy sẽ viết luôn cho các bạn. Và các bạn yêu quý ơi, Ngọc Linh và Ngọc Huyền hãy nhìn vào đây. Khi chúng ta nói cái nguyên nhân một thì bạn nên dùng cái từ nối này để bài viết nó có tính coherence như thầy dạy các bạn trước đó rồi. Đó là first of all, firstly to begin with, in the first place, first and foremost. Đấy, hôm nay thầy nói rất là rõ ràng các bạn về writing nhé. Thế còn khi mà chúng ta đưa ra nguyên nhân hai, bạn bắt đầu từ thứ nhì là này. Đấy, thì cho các bạn luôn nhé, thứ nhì này. Đấy, từ thầy cái chân đấy. Đấy, thế bây giờ thầy sẽ quay lại bài này và thầy nhắc lại với các bạn cái cấu trúc chỉ nguyên nhân ở đây là cấu trúc số 18. Đó là đây, có nguyên nhân từ. Nhớ cấu trúc này chưa các em ơi? Đấy, năm cái từ này nhá. Và chúng ta dùng 1 trong 5. Và bây giờ các bạn quay lại, chúng ta làm viết rất đơn giản. Đó là bắt đầu này. Thứ nhất là này. Firstly, comma. Đúng nhỉ? Hiện tượng biến đổi khí hậu là gì các bạn nhỉ? Climate change is, dùng cấu trúc này cho nó khách quan này, believed to result from deforestation. Hay chưa? Rồi, thế vậy chúng ta chỉ là nguyên nhân một nhé. Và bây giờ thầy hỏi các bạn yêu quý, chúng ta sẽ làm cái gì ở câu 3? Đó là cái gì các bạn ơi? Details
an example. Đúng rồi, rất tốt Huyền. Nhưng chúng ta không viết ra bây giờ nhé. Bảo Phương không viết ra bởi vì chúng ta không phải viết cả bài. Thì đang dạy các bạn dàn ý mà. Cho nên phần này sẽ không viết. Bây giờ hỏi các bạn, phần này để trống nhé. Rồi các bạn, câu 4 là gì đây? 4 là chúng ta đưa ra cái gì nào? Supporting point số 2. Và bây giờ thầy sẽ viết luôn cho các bạn. Đó là thứ nhì là này. Các bạn nhìn này. Secondly, đấy đang dạy các bạn viết đấy. Đúng rồi, rất tốt Huy. Secondly, supporting point 2 này. Đó là hiện tượng biến đổi khí hậu này. Climate gì các bạn? Change. Ok. Can be. Còn nhớ cấu trúc này không? Attributable to. Đấy. The burning of finite resources. Thế vậy thầy đã xong với supporting point số 2. Thầy hỏi tiếp các bạn yêu quý. Các bạn yêu quý ơi, cái thành phần tiếp theo là số 5 là cái gì? Nhớ thì dạy các bạn những gì thì dạy các bạn đưa hết vào đây thầy. Detail và gì đây? Example, nó giải thích là how does burning of fossil fuel lead to climate change, mà chúng mình đã có được rất nhiều cái bài đọc vừa rồi. Là thầy không viết vào đây. Chúng ta nó có dàn ý mà số 6. Thưa các bạn, kết luận. Đấy, concluding sentence. Và chúng ta không bắt buộc, nhưng nếu bạn viết thì bạn sẽ có thể không bắt buộc câu này. Không bắt buộc, cho nên chúng ta không cần viết ở đây. Optional. Thầy bỏ qua. Thế vậy, thầy đã giải quyết xong. Và bây giờ, thầy muốn các bạn hãy tư duy đúng cho thầy 3 bước này. Nhưng chúng ta sẽ khác ở bước 2. Đó là thay vì bạn bàn về cái controlling idea là causes, thì bây giờ bạn bàn về cái controlling idea là effects. Cho nên chúng ta sẽ viết luôn cho thầy cái đoạn thứ hai luôn. Các bạn hiểu không? Thế vậy, câu đầu tiên là câu topic sentence. Đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ viết một đoạn văn bàn về tác động. Chỉ mấy phút nữa thôi các bạn ạ. Các bạn phải hết sức kiên trì cùng với thầy. Và thầy sẽ nói các bạn rằng là TL không khó. Cái phần kỹ năng mà nhiều bạn sợ nhất là writing sẽ không khó nếu bạn được học đúng phương pháp và được đọc những nguồn tài liệu tốt và được dạy đúng bài bản, thì các bạn không phải lo gì cả. Đây là kỹ năng mà nó đã được học rồi thì nó sẽ tồn tại và đi cùng với các bạn mãi sau này, không bao giờ mất, bởi vì đây nó thuộc vấn đề về logic và kiến thức chứ nó phải thuộc về kỹ năng. Thế vậy một đoạn văn chúng ta bàn về effect ở đây thì các bạn hãy làm hệt tương tự như vừa rồi. Tôi sẽ có một câu này, đó là there is no doubt that. Đấy, câu topic sentence của thầy đấy, thầy đang viết đấy đúng không? Đó là hiện tượng biến đổi khí hậu là gì các bạn? Climate gì các bạn? Change. Và thầy bật mí với các bạn, một trong những từ đi với từ problem, một trong những collocation đó, động từ này hình như thầy dạy các bạn một lần rồi đấy, đó là động từ gây ra. Động từ gây ra này. Động từ này này. Pose. Các bạn có nhìn thấy pose không? Và chúng ta nhìn thấy ở cái trang đầu đấy. Đấy, đúng rồi, pose rất tốt Hiếu ơi. Pose a problem. Đấy, pose a problem. Pose a problem này. Thế vậy, chúng ta hãy dùng thầy đúng cái collocation này. Gây ra cái vấn đề sau, chính là tác động ấy. Thế vậy thì dùng tiếp này. May pose a variety of problems hoặc threat hoặc danger. Đấy, các bạn dùng từ nào trong đây cũng được hết nhé. Và thưa các bạn, bây giờ thầy sẽ đến cái supporting point. Supporting point 1. Và bạn sẽ bắt đầu bằng một từ khác. Thay vì từ first, thay vì các bạn dùng cho thầy cái từ này, thì bây giờ trong bài đề thi thì bạn cố gắng bạn chủ động dùng từ khác đi nhé. Ví dụ như ở trên ấy, số 6 là các bạn dùng cái từ gì nhỉ? Firstly rồi đúng không? Thì bây giờ đoạn body 2 bạn dùng thầy cái từ này. Cái đoạn văn này bạn dùng thầy từ begin with, nó khác đi một tí. Hiểu không? Đấy, chứ chúng ta đừng nên dùng nó lắm. Đấy, còn nếu ở trên bạn dùng cái từ hai bạn dùng secondly, thì sau bạn có thể dùng với thầy cái từ nữa, đó là từ furthermore hoặc từ more importantly, chứ đừng nên dùng lặp. Đấy, mỗi cái bạn chỉ dùng 2 lần thôi mà, hoặc 3 lần thôi, chúng ta đừng nên dùng lặp lại để nó cái vốn từ chúng mình nó đa dạng. Thế bây giờ thầy sẽ ghi thế này, đó là to begin with, thầy phải phát vào đây đúng không? Vào các bạn thấy tác động thứ nhất là dẫn đến nước biển dâng cao đúng không? Và từ từ đã. Đây đây, cái tờ cứu cánh các bạn đây. Những học sinh đi thi IELTS ơi, đây đây đây, số 18 đây. Đây đây. Khi mà các bạn chỉ tác động thì bạn dùng thành cái động từ này, dẫn đến này,
gây ra này, trigger là lead to này, bring about này, contribute to này, to be responsible for. Dùng với thầy những cấu trúc này, gây ra. Bạn dùng từ nào trong đây cũng được. Đây là cấu trúc rất hay. Cho nên bây giờ các bạn sẽ quay lại đây. To be great. Cái gì các em ơi? Climate gì các bạn? Change. May. Bring about. Cái gì các bạn nhỉ? Rising. Sea level. Chấm vào đấy. Đúng rồi, biết cái câu tiếp theo là gì? Bạn nào đoán được câu tiếp theo là gì các bạn? Detail và gì các bạn? Example. Nhưng thầy sẽ không viết ra. Thầy đang viết cho các bạn ra này. Bỏ đi. Tiếp tục. Supporting point số 2. Đúng 10 phút nữa thì chúng mình xong và rất đẹp. Các bạn đừng bỏ phần cuối nhé. Supporting point. Bây giờ thì dùng từ này này. More importantly. Comma. Đấy. Biến đổi kéo. Climate gì các bạn? Change. Ok. Can. Cái gì nhỉ? Gây ra đúng không? Thì cho mình dùng từ khác đi. Can. Ok. Contribute to. Tu gì nhỉ? A loss. The loss of. Học gì các em nhớ không? Bio diversity. Đấy, hay không? Chúng mình học vừa đọc vừa viết như vậy. Và đến phần tiếp theo lại là cái gì các em? Details and example. Để đấy. Và thưa các bạn, câu cuối cùng là câu kết luận. Không bắt buộc. Không bắt buộc, chúng ta không nhất thiết là viết. Đấy, chúng ta viết một đoạn văn. Câu kết luận không bắt buộc. Thế bây giờ thầy sẽ quay lại cái phần mà thầy đã bảo các bạn là chúng mình tạm dừng đấy. Đó là thầy sẽ nói với các bạn về cái cấu trúc của cái dạng bài viết này. Block pattern gồm có 4 đoạn. Và thầy bật mí luôn với các bạn bây giờ. Đấy, đó là thứ nhất, một là gồm có đoạn văn mở bài. Câu đầu tiên là bài Into the Topic. Đấy, chính là về biến đổi khí hậu. Câu thứ hai là bạn đưa ra cái background information. Đấy. Bạn đặt câu hỏi để biết đổi khí hậu nó tác động đến ai? Nó xảy ra ở đâu? Nghiêm trọng như thế nào? Đấy. Đặt câu hỏi như thế này. Các bạn hiểu không? Tiếp tục. Thứ ba là câu rất quan trọng. Đó là câu thesis statement. Câu chủ đề của bài essay. Câu này nói với bạn, người ta trả lời đó là bạn sẽ làm cái gì trong bài viết. Đó là bạn hãy trả lời rằng cái bài viết này tôi sẽ thảo luận về nguyên nhân của hiện tượng biến đổi khí hậu. Thì cho các bạn cái dàn ý trong bài thầy viết ra đó nhé. Của hiện tượng biến đổi khí hậu. Cái dàn ý của một bài. Và tác động của nó. Đấy, phải nói rằng phần thất bài bạn sẽ bàn phần thất bài bạn sẽ bàn cái gì? Đấy là câu thesis statement. Thế còn, đây là một điều các bạn rất là hứng thú này. Phần thất bài. Thầy nói nhỏ các bạn này, thất bài các bạn viết rồi đấy. Nó gồm có hai đoạn. Nó có hai đoạn và hai đoạn văn độc lập với nhau. Chính vì thế nó mới gọi là block. Thế còn nếu mà các đoạn văn này liên quan đến nhau thì gọi là point by point. Cho nên đây là hai đoạn văn các bạn viết độc lập. Các bạn viết độc lập với nhau. Và thầy chưa bật mí với các bạn nhỉ. Đây là những dạng bài essay mà các bạn viết ở trong IELTS này. Thứ nhất là dạng bài discussion essay. Nơi mà các bạn thảo luận hai quan điểm khác nhau đối lập về một vấn đề. Dạng thứ hai đó là dạng advantaged and disadvantage. Những dạng này thì dạy các bạn hết nhé. Dạng thứ ba đó là dạng thầy đang dạy các bạn đây. Đó là causes and effect. Thế vậy thưa các bạn, đây là ba dạng mà các bạn sẽ áp dụng hình thức block pattern. Và nó mẫu số chung của nó là body có hai đoạn và mỗi đoạn bàn về trả lời một câu hỏi và hai đoạn văn này độc lập với nhau. Quan trọng là độc lập với nhau. Cho nên phần body ở đây thì thưa các bạn, body 1 là chúng ta bàn về nguyên nhân của biến đổi khí hậu. Đấy các em ạ. Đấy, thầy bảo các bạn, thầy dạy các bạn một đoạn văn chính là viết phần thân bài này vì lý do này này. Thế còn body 2 các bạn ạ, là bàn về tác động của biến đổi khí hậu. Đấy, phê không các em? Ok nhá, giờ chăm chỉ học, khi mà thấy kiến thức hay thì học nhé.
Đấy, chứ đừng có lười nhé. Và thưa các bạn, body một của nó chính là đây. Đã xong. Và body 2 của nó đây, đã xong. Các bạn chỉ cần ghép vào và nó mọi thứ rất đơn giản như thế. Bây giờ quay lại cái dàn ý của cái bài viết này, chúng mình hoàn thành nốt đó là cái đoạn văn kết luận. Đấy, kết luận thì chúng ta viết rất đơn giản. Đó là tổng kết lại hai cái ý chính của phần thân bài. Đấy. Một là các bạn đi tổng kết lại cái nguyên nhân. Các bạn thảo luận là body 1. Hai, bạn đi tổng kết lại các tác động. Buổi sau thầy sẽ cho các bạn một cái bài viết nó ở mức độ sâu hơn về cái dạng cause effect để các bạn hiểu sâu hơn nữa. Một cái dạng này nữa buổi sau trước khi thầy đi vào những cái dạng bài xây tiếp theo. Thế vậy, trong ba cái này thì bây giờ thầy sẽ gợi ý các bạn một cách rất đơn giản. Các bạn viết một đoạn một, à, phần intro này. Intro bạn viết, thực ra cái phần kết luận này bạn chỉ đưa ra hai câu đúng không? Tổng kết lại là A, B, C dẫn đến cái này. Và nguyên nhân và cái này nó có nguyên nhân tác động có gì nhỉ, có nguyên nhân từ cái kia, rất đơn giản như vậy, hai câu. Kết luận thì không nói, nhưng thầy nói về mở bài này thì đây là một cái mà các bạn thấy chúng ta chỉ viết đúng trong chung 2 phút là xong mở bài, đúng 2 phút. Và bạn thì viết được cách như sau, mở bài này, intro này, dạy các bạn viết intro nhé. Đấy, câu đầu tiên đấy thì bao giờ bạn cũng bắt đầu bằng cái từ, bởi vì bạn đang diễn đạt một vấn đề, thì các bạn nhớ cái vấn đề đấy là một vấn đề mà nó tồn tại, cho nên nó giống như một xu hướng. Khi bạn nói về một vấn đề của xu hướng thì bạn hay bắt đầu với từ này này. Ngày nay. Đấy, giống như trong bài essay bạn vừa đọc ấy. Hoặc là cái từ này này, ngày nay có từ này này. These days. Đấy, hoặc bạn áp dụng trong cái bài writing các bạn vừa đọc. Tức là bạn hiểu là chúng ta luôn luôn ở cái cách để chúng ta đưa những cái bài đọc của chúng mình vào. Đấy, thì cái từ ngày nay. Ở đây. Người ta sẽ dùng cái từ gì nhỉ? Từ gì nhỉ? Thì nhớ lúc nãy người ta có dùng này. À đây 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 đây, ngày này đây. Tức là bạn hiểu đôi khi chúng ta được khai thác từ reading. Đấy, thì bạn đã quay lại đây. Đấy, cái từ ngày này. Đấy, đó là từ gì nhỉ? In gì các bạn? Đấy. Hoặc cái từ ngày nay, cái từ hiện đại này này. Bạn có thể thay bằng từ này cũng rất ổn này. Đó là từ contemporary. Đấy, cái từ ngày này đấy. Phẩy một phát. Phẩy một phát. Thầy dạy các bạn viết nốt phần này, chúng mình sẽ xong nhé. Phẩy một phát. Ngày nay. Biến đổi khí hậu. Is a global. Nhớ từ toàn cầu, bạn có thể dùng thêm từ này cũng được, là toàn cầu này. Worldwide. Đấy. Một vấn đề môi trường. Môi trường là gì nhỉ? Environmental. Hoặc có thể thay một từ khác cho từ môi trường là từ gì các em nhỉ? Ecological. Và cái từ đằng sau là khủng hoảng, là crisis. Đấy. Hoặc là disaster. Xong. Thế vậy cái câu đầu tiên là câu bạn đi introduce cái prompt đó. Còn câu thứ hai là bạn đưa ra một cái fact để bạn giải thích cho vấn đề này. Thì bạn sẽ nói rằng là trên thực tế, in fact, biến đổi khí hậu. Và bây giờ các bạn sẽ trả lời câu hỏi nó tác động đến đối tượng nào và nó diễn ra ở đâu. Đấy. Thì đây là cái ý để gợi ý các bạn. Thì các bạn để xem hiện đúng nhỉ, trên thực tế thì biến đổi khí hậu nó đang tác động một cách rất nghiêm trọng tới những người nghèo ở cái nước đang phát triển. Đấy, thì bạn nói là in fact làm sao nhỉ các bạn, climate gì, hoặc các bạn có thể đảo lại một chút nhé, đảo lại một chút này, là thay vì vậy thì tránh cái từ chủ ngữ hai câu nó giống nhau mà, nếu mà thầy viết chữ climate change vào đây thì bạn thấy rằng là có vẻ như hơi hơi giống nhau về chủ ngữ, cho nên thầy sẽ có việc cái viết rất là diversity variety về cấu trúc câu, thì thầy sẽ không bắt đầu với từ climate change mà thầy sẽ bắt đầu với từ này là trên thực tế thì những người nghèo. Đấy, những người nghèo đó là gì nhỉ? Những người nghèo. Đấy, thì người nghèo thì dùng cái từ poor thì đơn giản quá, có từ nghèo hay hơn từ poor, các bạn ấy các bạn học chủ đề poverty rồi. Có từ nào nghèo không? Người nghèo thì có rất nhiều nha. Thầy dùng một từ khác đi. Impoverished. Nhiều từ quá thì phải ngồi nghĩ đúng không? Rất tốt Bảo Minh. Impoverished people. Đấy. In các nước đang phát triển là gì game? Developing country. À, thì cho các bạn cái từ rất hay này. Dễ bị tổn thương, dễ bị ảnh hưởng. Susceptible. Cấu trúc cực kỳ hay luôn.
susceptible to. Học bằng cấu trúc này này. Rất tốt Minh Đức. Vulnerable to. Hoặc cấu trúc nữa. Prone to. Biến đổi khí hậu. Đấy. Xong. Và câu thứ ba là câu thesis statement. Thì bạn nói rằng trong bài viết này, this essay sẽ thảo luận về will discuss, okay, the main causes of climate gì các bạn, change and east effect. Nhưng mà bây giờ có một cái điều chốt hạ là bây giờ thầy hỏi các bạn nhé, thầy hỏi các bạn một điều sau này. Nếu ví dụ mà sáng thứ bảy tuần này mà các bạn đi thi IELTS writing, các bạn cũng gặp cái dạng đề cause and effect như thế này. Nhưng thay vì các bạn bàn về phá rừng, thay vì các bạn bàn về climate change thì bạn lại bàn về một hiện tượng khác. Bạn lại bàn về hiện tượng khác. Đó là vấn đề đói nghèo. Hunger. Global hunger. Bạn lại không bàn về vấn đề poverty mà bạn bàn, không bàn về climate change mà bàn về global hunger. Thì bạn có thấy không? Bạn viết mở bài giống hệt như thầy dạy các bạn. Nhưng những từ sau mà thầy khoanh tròn màu đỏ là những từ các bạn phải thay bằng từ hunger với từ poverty này. Đó là từ này này. Đấy. Thế còn cái từ môi trường này là bạn cũng phải thay, bởi vì vấn đề đói nghèo không phải là vấn đề môi trường. Bạn sẽ thay bằng cái từ là một khủng hoảng nhân đạo. Thì bạn thay về từ nhân đạo là gì nhỉ? Humanitarian. Đấy. Còn câu thứ ba thì bạn có thể vẫn giữ nguyên và chưa bỏ cái từ climate change thay bằng từ poverty. Và câu này thì bạn đóng bỏ ngoặc cái từ này. Thế vậy các bạn có thể viết trong đúng một phút. Đúng một phút thì đọc này. In modern times hoặc là nowadays, hunger is a global humanitarian crisis. In fact, impoverished people in developing countries are susceptible, vulnerable to poverty. Nhưng bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ thấy một câu mà nó hơi bị nghĩa của nó hơi bị vòng vò. Đó là những người nghèo ở các nước đang phát triển bị tổn thương nhất trước hình tượng đói nghèo. Thì bạn không nên dùng như thế. Và bạn bây giờ bạn phải nói là những người dân ở các nước đang bị chiến tranh tàn phá. Đấy, thì bạn thay cho thầy bằng cái từ này này. People in chiến tranh tàn phá là gì các em? War torn country là những người dễ bị tổn thương nhất trước vấn đề đói nghèo. Các bạn nói thầy, in fact, people in war torn country are susceptible to poverty. The essay will discuss the main causes of poverty or hunger and its effects. Và thầy cũng nói nhỏ với các bạn, trong cái phần thân bài thì bạn hãy màu xanh này, bạn chỉ cần đóng bỏ ngoặc cái từ này, bạn thay với từ hunger, thì bạn đã xong câu topic sentence. Đó là, it is evident that hunger may be caused by a number of factors. Mà thầy cứ đóng bỏ ngoặc cái từ này. Đấy, ví dụ như thứ nhất, đói nghèo nó có nguyên nhân từ chiến tranh. Firstly, climate change, sorry các bạn, poverty, hunger is believed to result from war or conflict. Đấy, và câu này bạn cũng tương tự, thay bằng từ đói nghèo, và cái này bạn sẽ thay bằng cái nguyên nhân thứ hai. Đó là secondly, hunger can be attributable to, biến đổi khí hậu là climate change. Nhớ là biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây ra vấn đề đói nghèo. Rất đơn giản. Thế vậy, thầy sẽ tạm dừng cái bài giảng ngày hôm nay ở đây. Và hôm nay thầy đã cho các bạn nhìn thấy rõ một con đường tuyến tính, đúng từ tuyến tính nhá, là from reading to writing. Có nghĩa là viết thì phải dựa trên đọc, không được phép chém gió và tưởng tượng. Khi đọc thì sẽ có từ vựng, khi đọc thì sẽ có ideas. Còn cái cách dạy viết câu thế nào thì thầy đang dạy các bạn một cái rất là academic, rất là hàn lâm và học thuật. Dạy viết đoạn, viết bài essay rất hàn lâm và học thuật.